cái phần máy điện không đồng bộ này, cái video bài giảng hôm trước ha, cái phần tổng quan về máy điện không đồng bộ thầy đã up, đang lên trên Classroom rồi, các bạn em có xem chưa? Thì nếu mà mình xem rồi thì nó sẽ nắm bài nó sẽ dễ hơn á, nếu mà không có chịu xem trước thì sẽ một buổi học sẽ rất là khó nắm được ha. Cố gắng các video thầy đăng thì mình nên xem trước, rồi học xong mình nên nên xem lại cái video ha, nếu mình chưa nắm rõ. Thầy xem màn hình dưới này các bạn nào bị lỗi gì đó không nhìn thấy không em? Nếu mà có ai bị lỗi không nhìn thấy thì báo thầy nha. Nhiều khi có khi thầy xem màn hình một số bạn thấy, một số bạn lại không thấy. Thì cái nội dung chương 3 này mình cái phần đầu tiên trong cái điện không bộ mình sẽ học qua phần tổng quan trước thôi, tổng quan về máy điện không bộ. Thì cái phần tổng quan này còn có số cái nội dung chính sau. Thứ nhất là khái niệm về máy điện không bộ. Thứ hai là cấu tạo phân loại. Đây là còn cái video cái phần thứ hai là cấu tạo phân loại của máy điện không đồng bộ, phần thứ ba là các thông số định mức của máy điện không đồng bộ, phần thứ tư là sự hình thành từ trường quay, giới thiệu về cái sự hình thành từ trường quay đầu tiên, và thứ năm là cái nguyên lý hoạt động của cái máy điện không đồng bộ. Thì các nội dung này là thuộc về cái phần tổng quan đại cương giới thiệu sơ bộ. Đầu tiên cái khái niệm thì máy điện không bộ đó là loại máy điện xoay chiều làm việc theo nguyên lý cảm ứng điện từ, nhớ máy điện thì tất cả đều là làm việc theo nguyên lý cảm ứng điện từ hết. Rồi, máy điện không đồng bộ nó có đặc điểm là gì? Tốc độ quay của rotor là n, nó sẽ khác với tốc độ quay của từ trường là n1, đúng nha. Nó gọi không đồng bộ là tại vì nó trong máy nó có hai cái tốc độ quay khác nhau ha, một cái tốc độ gọi là tốc độ quay của rotor và một cái là tốc độ quay của từ trường, thì hai cái tốc độ này nó khác nhau nên người ta gọi nó là máy điện không đồng bộ. Mình nhớ cái khái niệm ha. Máy điện không đồng bộ là máy điện xoay chiều làm việc theo nguyên lý cảm ứng điện từ, có tốc độ quay của rotor khác với tốc độ quay của từ trường, nhớ cái khái niệm này nha em. Rồi. Thì máy điện không bộ nó có tính chất thuận nghịch, có nghĩa là nó vừa có thể làm động cơ vừa có thể làm máy phát. Tuy nhiên là đối với tuy nhiên là đối với cái nội dung của môn máy điện một của mình á, thì mình sẽ học ở cái loại động cơ thôi. Còn cái phần máy điện, cái phần máy phát điện thì mình sẽ không có học nha mấy em. Mấy em tìm hiểu thêm về máy phát điện ha. Thì thật sự thì cái máy điện không đồng bộ này người ta vận hành ở cái loại là động cơ là chính, còn máy phát người ta ít sử dụng máy phát nha. Tại vì cái máy phát điện không bộ qua cái đặc tính là việc nó không tốt nên người ta ít sử dụng, người ta sử dụng động cơ. Động cơ điện không đồng bộ thì ưu điểm là nó rẻ tiền, đơn giản dễ chế tạo, đơn giản rẻ tiền và làm việc tin cậy, có nghĩa là nó vận hành nó bền bỉ, không ít bị hư hỏng. Thì cái nói mà về cái vấn đề rẻ tiền đơn giản làm việc tin cậy này là so với các cái loại máy điện khác, là máy điện đồng bộ này, máy điện một chiều, thì máy điện không bộ nó có những cái ưu điểm là đơn giản rẻ tiền ha, và việc tin cậy nó ít bị hỏng hóc ha. Còn máy điện một chiều thì mình vận hành trong quá trình nó sẽ có nhiều cái sự cố dễ hư hỏng hơn. Rồi cái máy điện đồng bộ cũng vậy, chế tạo nó cũng phức tạp, mất tiền hơn so với cái máy không đồng bộ. Rồi, đây là cái cấu tạo của nó, cấu tạo của cái động cơ không đồng bộ. Thì nó có nhiều bộ phận thôi, nhưng mà trong đó nó có những cái phần chính, đó là stator là phần chính, rotor là phần quay và vỏ máy. Ngoài ra nó có cánh quạt tản nhiệt, rồi móc keo, đế và vân. Đây là hình ảnh của một cái motor của cái quạt ha, quạt máy. Cái loại này là cái loại motor không phải của quạt máy, mà cái loại motor này là motor của cái máy điện không đồng bộ nhưng mà dây quấn, rotor dây quấn, thì mình sẽ đi tìm hiểu sau về cái cấu tạo kỹ hơn. Cái chỗ này thì mấy em có thể nói lại như vậy, máy điện không đồng bộ cái cấu tạo mình nói như thế này,
cái động cơ không ổn định nữa. Em sửa chỗ này không còn động cơ. Sửa. Em vẽ cái sơ đồ này lại này. Thì máy điện không bộ cấu tạo nó gồm có 3 phần chính. Ba cái mũi tên chỉ ra là 3 phần chính này. Phần thứ nhất gọi là phần tĩnh là stator. Phần tĩnh là cái phần đứng yên ha, phần đứng yên. Phần thứ hai là rotor. Rotor là phần, phần quay. Phần thứ ba là vỏ máy. Vỏ máy ở bên ngoài, vỏ để bảo vệ phía bên ngoài ha. Thì đối với stator, stator nó sẽ gồm có hai phần, đó là lõi thép và dây quắn. Rotor nó cũng gồm có hai phần, lõi thép và dây quắn. Tuy nhiên dây quắn rotor thì nó sẽ có hai loại, hai dạng ha. Một dạng gọi là rotor lọc sắp, một dạng gọi là rotor dây quắn. Rồi, cái sơ đồ này là cái sơ đồ tổng quan về cấu tạo máy điện của cái động cơ không bộ ha. Em vẽ cái sơ đồ này vô như này. Để vẽ nhanh thôi. Động cơ không bộ ha, vẽ ra ba cái nhánh. Thứ nhất là phần tĩnh, thứ hai phần quay, thứ ba là vỏ máy. Rồi phần tĩnh stator thì nó gồm có loại thép dây quắn. Rotor nó cũng gồm loại thép dây quắn. Thì trong cái rotor dây quắn rotor nó chia làm hai loại ha. Loại là rotor lọc sắt và rotor dây quắn. Thì mình vẽ cái này lại để mình dễ nhớ. Rồi mình sẽ đi vào từng bộ phận cụ thể. Mình sẽ đi vào từng cái phần cụ thể ha. Tĩnh nó gồm có những gì? Hoạt động như thế nào? Phần quay sẽ có gì? Rồi, tắt cái sơ đồ lại nha em. Mình nên ghi chép lại nha, cái gì dễ lắm. Tiếp nha. Nó nhanh thôi, mình ngồi vẽ mấy cái ô vuông làm gì. Mình chỉ cần ghi cái chữ rồi mình đuổi tên mình đặt ra các ý thôi ha. Rồi, mình sẽ đi vào từng phần. Thứ nhất là phần tĩnh. Stator. Thì stator nó gồm các loại thép và dây quắn. Thì cái loại thép stator hình dạng nó như này đây là cái loại thép này ha. Hình dạng của loại thép stator như này. Thì nó sẽ gồm có nhiều cái lá thép như thế này, nó ghép lại với nhau. Nhiều lá thép nó sẽ ghép lại thành cái loại như này. Thì loại sắt stator. Thì trong loại sắt này nó sẽ có các cái rãnh. Thì cái lá sắt này người ta dập sẵn, nó có những cái rãnh nằm bên trong như thế này. Thì khi mình ghép lại thành khối thì nó sẽ có cái rãnh dập theo cái thân của stator như thế này. Thì dây quắn người ta sẽ quắn thành các cái vòng dây mà người ta đặt trên cái rãnh này. Rồi. Thì loại thép hình trụ ghép bởi các lá thép kỹ thuật điện từ 0,3 tới 0,5 mm ha. Bên trong có dập rãnh được ép lại cái lõi như này. Thì mình thấy nó cũng giống như máy biến áp đúng không em? Nó từ nhiều lá thép kỹ thuật điện ghép lại với nhau. Loại sắt hình trụ được ghép từ các cái lá thép kỹ thuật điện lại với nhau. Hình dạng như này nè. Nó dập rãnh ở giữa. Rồi vậy mình thấy là gì? Nếu cái loại thép mà từ lá thép kỹ thuật điện ghép lại với nhau thì tại sao người ta làm như vậy? Thì nó tương tự với ngát ha. Lý do tại sao còn nhớ không? Tại sao phải dùng nhiều lá ghép lại? Để nó chống cái dòng điện xoáy ở trong lõi ha, gọi là dòng Foucault ha. Dòng điện xoáy này nó gây làm nóng cái lõi, gây tổn hao. Thì người ta phải ghép nhiều lá thép lại. Ở các lá thép này người ta có sơn cách điện ha. Nó ghép lại thì giữa các lá nó cách điện với nhau. Nó vẫn dẫn từ trường được, cái loại sắt thì nó yêu cầu là phải dẫn từ trường ha. Nhưng mà mong muốn là không có dẫn điện thì người ta mới ghép nhiều lá lại để nó ngăn cách cái dòng điện Foucault nó chạy vòng ở trong cái loại ha. Đi nguyên nhân ha, đây là gì? Người ta ghép nhiều lá lại, một lá đã ghép lại nhiều, đó là cái cách thức để nó chế tạo cái loại thép của stator. Hình dạng thì nó là hình trụ, ở giữa nó sẽ rãnh, ở bên trong sẽ rãnh. Tiếp theo là dây quắn stator. Thì dây quắn nó thường là dùng bằng dây đồng, cũng có thể là bằng dây nhôm. Thì dây này là dây điện từ, giống như dây quắn của máy biến áp nha. Dây điện từ là cái dây điện mà nó có bọc một lớp cách điện mỏng ha. Điện mỏng, sơ một lớp cách điện mỏng. Và nó quắn, người ta quắn lại thành các cái bối dây. Cái này gọi là bối dây. Bối dây là các cái vòng dây nó quấn lại thành bó như này, gọi là bối dây. Chữ bối này nha, bối dây nha, quấn thành từng bối dây. Và các bối dây này nó sẽ được đặt vào các cái rãnh của loại thép. Đây cái hình ở bên phải là cái stator nó đã được nhét các bối dây vào, nhét các cái dây quấn vào rãnh ha. Là sẽ phân bối dây nó đều ở trong cái stator như này. Rồi. Thì đó là dây quấn.
Rồi, tương tự rota. Rota nó cũng được ghép từ nhiều lá thép lại với nhau ha. Cái lá thép rota thì hình dạng nó như thế này. Mình thấy là nó hình trụ và nó sẽ rãnh ở mặt ngoài. Cái stator thì nó sẽ rãnh ở mặt trong ha. Rota nó sẽ ở mặt ngoài. Thì nó cũng ghép nhiều lá lại với nhau. Ghép nhiều lá lại. Ở giữa này thì nó có cái lỗ lớn để nó xuyên cái trục của cái rota ha. Trục quay của rota nó sẽ nằm xuyên qua hết các lá thép. Ngoài ra nó có các cái lỗ nhỏ này để nó thông gió, làm mát cho người ta khi nó quay, khi nó chạy á. Đây, người ta ghép nhiều lá lại ha. Ghép nhiều lá lại như thế này để nó tạo thành một cái hình trụ. Trên đó nó sẽ có cái rãnh ha. Đó là hình ảnh của cái rota. Mình có thể tưởng tượng được không? Cái rãnh rota thì nó sẽ làm nó hơi xiên xiên như thế này các bạn. Em nhìn thấy hình ảnh rota nó hơi hơi xéo xéo xiên xiên đó. Mục đích tế đạo xiên này để nó gọi là nó cái từ trường nó quét qua rota nó tạo cái sức nặng nó ổn định hơn so với làm thẳng nha. Là sẽ làm nó xéo xéo như thế này. Các rãnh rota nó hơi xéo xéo. Nếu mà em tháo cái quạt máy ra, em sẽ thấy cái cục sắt, cái rota, cái cục quay á. Nó sẽ có những cái đường xéo xéo màu màu trắng trắng á. Nếu mà em tháo cái motor quạt ra thì những đường đó ở cái rãnh này nó sẽ chứa các cái thanh bằng nhôm màu trắng á, sẽ thấy nó có những thanh bằng nhôm thì lát nữa sẽ nói rõ về cái dây quấn rotor. Cái này là cái loại sắt ha, sắt ha. Rồi, nói về dây quấn thì dây quấn rotor nó gồm cả hai loại, một gọi là rotor dây quấn, một loại là gọi là rotor lọc sắt ha. Nó còn lại là rotor ngắn mạch hay còn gọi là rotor lồng sắt. Thường thì mình sẽ biết cái tên là rotor lồng sắt thôi, nhưng mà cái một cái tên khác nữa là rotor ngắn mạch. Đấy, rotor ngắn mạch. Còn cái loại thứ hai là rotor dây quấn. Rotor dây quấn ha. Thì cái rotor dây quấn đó là mình sẽ đi vào cấu tạo từng cái loại rotor này. Đây, đây là cái hình ảnh cái rotor lồng sắt. Thì cái rotor lồng sắt hồi nãy cái loại sắt thầy đã nói rồi, loại sắt nó từ nhiều lá thép nó ghép lại mà nó chừa các cái loại sắt thì nó lại có các cái khe trống này, cái rãnh trống này ha. Thì rãnh trống này để đặt dây quấn nhưng mà đối với rotor lồng sắt thì cái dây quấn nó sẽ là các cái thanh bằng nhôm ha. Này, đối với rotor lồng sắt thì các cái thanh dẫn bằng nhôm này nó sẽ nằm ở chỗ vị trí của dây quấn ha. Đây, các cái thanh bằng nhôm đây là người ta xẻ cái rotor ra để mình thấy nha. Các thanh bằng nhôm này nó nằm ở giữa trong cái loại sắt tạo thành các thanh bằng nhôm này nó dẫn điện ha, còn cái loại sắt nó sẽ không dẫn điện nha mấy. Cái phần loại sắt là nó sơn cách điện giữa các lá thép mà nó sẽ không dẫn điện, cái phần dây quấn là cái phần mà cái thanh nhôm này nó sẽ dẫn điện. Rồi. Ở hai đầu của cái rotor lồng sắt nó sẽ có hai cái gọi là vòng ngắn mạch, hai cái vòng ngắn mạch thì nó là nguyên nguyên một cái vòng bằng nhôm ha. Nó sẽ nối các cái thanh dẫn ở hai đầu lại với nhau. Cái thanh dẫn mà nó đi xuyên, các thanh nhôm nó đi xuyên này, nó sẽ nối vào cái vòng ngắn mạch ở hai đầu ha. Thì nó tạo thành cái lồng sắt như này. Cái này gọi là cái lồng sắt thì những này. Đó, đây là hình ảnh các thanh dẫn bằng nhôm ha. Ở hai đầu nó sẽ có hai cái vòng ngắn mạch. Ở đây là người ta cắt cái phần lõi sắt đi rồi, bỏ cái lõi sắt đi ha. Mình đây tưởng tượng là cái này nó nằm chung với cái loại sắt, nó ghép chung với loại sắt thì nó tạo thành cái rotor lồng sắt. Đây, rotor lồng sắt đây là cái hình ảnh nguyên khối của nó này. Thì cái phần dây dẫn, cái thân thanh dẫn bằng nhôm nó nằm chìm ở bên trong cái rotor ha, nằm chìm bên trong. Em tưởng tượng nó nằm chìm bên trong, nó tạo thành các cái đường sập 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 bên trong của cái rotor. Thì rotor lồng sắt thì đối với động cơ nhỏ thì cái dây quấn rotor nó sẽ được đúc thành các cái thanh nhôm nó nằm chìm ở trong cái loại sắt, cái thanh dẫn bằng nhôm đó, nó nằm chìm trong loại sắt thay thế cho dây quặt. Còn cái loại công suất lớn đó, thì nó sẽ làm các thanh dẫn bằng đồng thì nó cũng được nằm xuyên ở trong cái loại này, nằm xuyên bên trong cái loại sắt. Thì cái thanh dẫn này nó sẽ dẫn điện, còn cái loại sắt này là nó không dẫn điện mà loại sắt này nó dẫn từ á, sắt này nó cảm ứng từ rồi nó sẽ từ thân nó sẽ chạy trong loại sắt, còn dòng điện cảm ứng nó sẽ chạy dòng điện cảm ứng trên rotor nó sẽ chạy theo các thanh dẫn này và nó tạo thành cái mạch điện khép kín nhờ các cái vòng ngắn mạch.
các cái vòng nhảy mạch này nó sẽ ghép các thanh dẫn này thành các cái mạch điện khép kín cho dòng điện nó chạy trong lại. Hôm trước mấy em coi cái video về cái nguyên lý làm việc của cái máy điện không đồng bộ ha, của cái động cơ không bộ, thầy Tấn Thanh thầy đưa cái link video đó thì mấy em coi là thì mấy em biết về cái công tác. Thứ hai là rotor dây quấn. Thì cái rotor dây quấn thì nó dùng dây đồng nó quấn ha, nó quấn thành các cái cuộn dây ở trên cái rotor. Đây là hình ảnh cụ thể của cái rotor dây quấn này. Hồi nãy cái loại sắt hồi nãy nó mình thấy nó có các cái khe cái rãnh ha. Thì cái rotor dây quấn nó sẽ dùng cái dây đồng, dây điện từ giống như stator vậy ha, nó quấn lên trên các cái rãnh này. Rồi, có một bạn giơ tay ha. Thành Thành Toàn. Rồi Toàn giơ tay nói cần phát biểu gì thì bật mic lên nói. Không, hay là lỡ bấm trúng, lỡ bấm nhập. Toàn rồi. Toàn kìa. Toàn nói được. Thầy mở mic rồi. Toàn có nói gì không? Cái tiếng gì vậy? Tút tút không thấy gì. Thầy Thành Toàn nè. Toàn đó. Sao tự nhiên bấm giơ tay rồi xong rồi có gì hết. Ok, nó bấm nhầm đó thầy ơi. Thì khi mà trong lúc thầy giảng thì mấy em có thể chờ qua nãy cần gì thì mình cần phát biểu gì thì chờ lúc nào thầy nói cần hỏi gì thì hỏi nha. Còn trong quá trình mình đừng để làm gián đoạn nha. Còn bấm nhầm nha. Rồi, đó là cái rotor dây quấn. Thì cái rotor dây quấn nó dùng dây điện từ dây đồng á, nó quấn lên trên các cái rãnh tương tự như stator vậy ha. Rồi thì đó là cái cấu tạo của cái rotor. Thì rotor dây quấn cái nó sẽ có cái đầu ra cho cái bộ dây quấn, nó sẽ có các vành trường này ra dây điện ra. Thì dây điện này nó sẽ có cái chỗ thang nó nối ra bên mạch bên ngoài. Mạch bên ngoài mình sẽ nối với một cái điện trở, gọi là điện trở mở máy nè. Đây cái rotor này nó có ba cái mạch trượt này ha, người ta sẽ dùng cái chỗ thang người ta nối ra cái mạch bên ngoài này. Cái này là cái mạch điện phía bên ngoài, nó sẽ có các cái điện trở máy. Đây là của cái đây là cái dây quấn rotor thông qua cái chỗ thang nó sẽ đưa ra bên ngoài. Đây là cái điện trở và điện trở mở máy. Thì bữa sau mình sẽ học về cái phần mở máy động cơ thì mình sẽ nói kỹ hơn về cái chỗ này. Thì cái động cơ mà rotor dây quấn thì nó sẽ có cái đặc trưng là cái mở máy nó sử dụng cái điện trở ngoài. Điện trở ngoài này nối với mạch rotor này nó sẽ giúp mở máy hiệu quả hơn so với động cơ không đồng bộ. Không đồng bộ mà rotor lồng sắt. Cái rotor lồng sắt thì nó là cái cục sắt ở trong nó có các cái thanh dẫn bằng nhôm nó nối tách với nhau ha. Thì cái loại đó thì nó đơn giản rẻ tiền, nhưng mà quá trình mở máy nó sẽ không có tốt bằng cái loại rotor dây quấn. Cái dây quấn nó sẽ được nối ra cái điện trở máy đúng không? Thì cái rotor dây quấn á, khi người ta quấn người ta cũng sẽ quấn thành các cái cực từ tương ứng với stator. Ví dụ stator mình quấn nó ra là 6 cực thì rotor cũng phải có 6 cực tương ứng như trên hình này ha. Đây là stator này, nó có 6 cực từ cái dây quấn mình quấn thành 6 cực từ thì rotor nó cũng phải quấn được 6 cực từ giống như stator. Còn đối với rotor lồng sắt thì cái rotor lồng sắt thì mình cái dây quấn nó sẽ không có tạo thành các cực từ cụ thể giống như rotor dây quấn. Loại rotor lồng sắt thì khi nó hoạt động thì tự động nó cảm ứng ra đúng cực từ như stator luôn. Cái loại lồng sắt thì khi vận hành nó sẽ cảm ứng ra đúng cái số lượng cực từ bằng stator. Còn rotor dây quấn thì mấy em phải quấn số lượng cực từ đúng với số lượng cực từ của stator. Thì cái đó thuộc về phần quấn dây. Quấn dây của cái động cơ. Còn đó thì lý thuyết mình sẽ học kỹ ha. Rồi, tiếp theo là cái vỏ máy. Thì cái vỏ máy là cái phần bảo vệ phía bên ngoài ha. Thì nó thường nó sẽ đúc bằng nhôm hoặc là bằng gan. Thường thì nó bằng gan nó sẽ rẻ tiền hơn. Còn các loại động cơ mà dùng ở trong quạt máy rồi thì nó sẽ dùng bằng nhôm ha. Đúc bằng vỏ để nó bảo vệ bên ngoài thì động cơ. Rồi, thì nó sẽ có cái nắp máy ha. Rồi cái vỏ ở cái thân phần thân thì hai đầu nắp máy nó sẽ có cái trục ổ bi hoặc là cái bạc bạc đạn nó để nó đỡ cái trục của cái rotor và nó giúp cho cái rotor nó quay được trơn.
hai đầu nó sẽ có cái lỗ để nó xuyên cái rotor, cái trục rotor này ha. Trên này nó có ổ bi hoặc là cái bạc để nó cho cái trục nó quay tự do. Còn thấy thì đơn giản thôi. Thì hồi nãy thầy có nói về cái cấu tạo á, thì cái loại rotor lòng sắt á, thì cấu tạo nó đơn giản, tại vì nó chỉ cần có các cái thanh nhôm á, nó xuyên qua trong cái loại sắt là được. Nếu mà em tháo cái quạt máy ở nhà ra, rút cái rotor ra, thì mình thì đây nó chỉ là một cái cục sắt thôi, à, trên đó nó sẽ có các cái thanh màu trắng trắng á, là các cái thanh giảm bằng nhôm. Thì cấu tạo nó rất đơn giản và nó chạy thì không bao giờ cái rotor nó hư được, cái rotor không bao giờ nó hư á. Rotor nó là cái nguyên cái khối đó. Nhưng mà đối với cái loại rotor dây quấn thì nó quấn bằng dây đồng thì nó có khả năng nó dễ hư hỏng hơn, tại vì nó phải nối qua một cái vành trường trội thang nối ra ngoài nữa. Nhưng mà cái rotor dây quấn thì ưu điểm đó, khi mở máy nó sẽ tốt hơn ha. Nó sẽ tốt hơn cái rotor lòng sắt, thì sau này cái phần mở máy thầy sẽ nói rõ hơn. Thì bây giờ mình vừa mới qua xong cái phần về cấu tạo, thì nếu bạn nào có thắc mắc gì thì có thể đặt câu hỏi ha, về cái cấu tạo của cái loại cái động cơ không đồng bộ. Em có thắc mắc gì về cấu tạo ra thì cũng không có gì phức tạp đâu. Chốt lại đây, mình cần nhớ gì, cấu tạo của nó nhớ cái sơ đồ này trước khi qua phần mới này, chốt lại cấu tạo của cái động cơ không đồng bộ á, thì nó gồm có 3 phần chính, phần tĩnh stator, phần quay rotor và vỏ máy. Rồi stator nó gồm có 2 phần, lõi thép và dây quấn. Thì lõi thép là bằng thép kỹ thuật điện gồm các lá thép ghép lại với nhau, hình dạng của nó là hình hình trụ, ở giữa có sợi rãnh để quấn dây. Rồi, nhớ vậy được không? Lý do tại sao nó ghép nhiều lá thép lại với nhau thì mình phải biết ha, ở đại học ở cái phần máy biến áp rồi, dùng thép kỹ thuật điện ghép lại với nhau. Dây quấn thì bằng dây điện từ á. Dây điện từ là cái loại dây dây đồng mà nó có cái lớp cách điện rất mỏng thôi, nó quấn ở trong các cái máy điện. Dây quấn nó sẽ quấn thành các cái bối, gọi là các cái bối á. Bối là các cái vòng dây nó quấn chung với nhau lại thành một bó vậy, gọi là bối dây. Dây quấn này sẽ được lồng vào trong các cái loại thép, loại các cái rãnh của loại thép á, người ta sẽ nhét cái dây quấn này vào. Rồi rotor thì tương tự á, nó cũng loại thép, nó hình trụ á, nó có sợi rãnh ở mặt ngoài, gồm nhiều lá thép ghép lại với nhau. Rồi dây quấn đó thì đối với rotor thì nó gồm có 2 phần là rotor lọc sắt, thì dây quấn nó là các thanh giảm bằng nhôm, nó xuyên qua trong cái nằm xuyên bên trong cái loại thép đó. Ở hai đầu nó sẽ có hai cái vòng gắn mạch, gọi là vòng gắn mạch. Rồi phần rotor dây quấn thì nó dùng dây quấn là thường là dây đồng á, quấn thành các bối dây và nó nằm trong các cái rãnh của rotor, nó giống như stator, tương tự stator. Rồi cái rotor dây quấn thì nó phải có các cái vành trượt và chổi thang để nó nối ra cái điện trở mở máy ở bên ngoài. Đó, vậy được rồi. Rồi vỏ máy thường là đúc bằng nhôm hoặc là bằng gang đó, để bảo vệ máy. Hai đầu vỏ máy thì nó có nắp máy, nó có các cái ổ bi hoặc là ổ bạc để nó đỡ cái trục động cơ ha, trục của rotor. Rồi thì đó là cái cấu tạo. Chốt lại như vậy ha, cấu tạo nó gồm cái nếu không có thắc mắc gì thì mình tiếp tục qua phần tiếp theo. Nội dung này nói chung là đơn giản, em chú ý là nên coi trước video và giảng trước ha. Học xong nếu mà chưa có nắm rõ thì mình có thể coi lại video và giảng trên lớp nữa. Rồi, để phần cấu tạo không có thắc mắc gì đúng không em? Và tiếp cái nội dung tiếp theo là các thông số định mức. Thì đối với máy biến áp mình cũng đã nói rồi, các thông số định mức là các cái thông số do nhà sản xuất quy định cho cái thiết bị. Thì nếu vận hành đúng định mức thì nó sẽ làm việc được liên tục và lâu dài. Còn nếu mà em cho cái thiết bị mà nó hoạt động sai định mức thì nó có thể là mau hư hỏng. Thông số định mức là thông số do nhà sản xuất quy định cho thiết bị và giúp thiết bị vận hành liên tục dài hạn. Thì đối với cái máy điện không đối với cái động cơ không bộ thì mình lưu ý một số cái thông số sau. Cái động cơ không bộ nó có số cái thông số sau. Thứ nhất là công suất định mức. Thì công suất định mức là cái công suất đối với động cơ không bộ thì công suất định mức là công suất cơ ở đầu trục của cái động cơ. Lưu ý nha.
công suất định mức đó là công suất đầu trục động cơ. Nhớ bất cứ một cái máy điện nào cũng vậy, thì công suất định mức là công suất nở ra của cái máy, lưu ý nha mấy em. Công suất định mức là công suất nở ra của máy. Thì đối với cái động cơ thì mình cấp điện vô, mình lấy cơ năng ra đúng không em? À, mình lấy điện, lấy cơ năng ra, cấp điện vào lấy cơ năng ra. Thì công suất định mức của cái máy là công suất cơ trên cái trục, chứ không phải là công suất điện nó tiêu thụ ha. Công suất cơ trên cái trục chứ không phải công suất điện. Ví dụ nói cái bơm nước công suất là 1 kW, thì 1 kW này là công suất cơ ở trên cái trục bơm á, nó kéo được cái công suất 1 kW, chứ không phải công suất điện của cái bơm nó tiêu thụ ha. Chừng nào người ta nói công suất tiêu thụ 1 kW thì nó là công suất điện của động cơ tiêu thụ. Còn nói công suất định mức không thì nhớ nó là công suất cơ ở trên cái trục động cơ, nhớ cho thầy nha. Nói chung một cái máy điện bất kỳ ha, mình nói công suất định mức có nghĩa là nói công suất nở ra của nó, nhớ chưa? Công suất nở ra của nó chứ không phải công suất nở vào ha. Công suất nở ra là công suất trên đầu trục động cơ, đối với cái động cơ không đồng bộ là công suất trên trục động cơ. Thứ hai là dòng điện định mức. Thì dòng điện định mức là dòng điện mình cấp nguồn vô cái động cơ, là dòng chạy điện vô stator ha. Stator là nơi mình cấp điện vô cho động cơ nó chạy, hiểu nhá. Stator là nơi cấp điện cho động cơ chạy. Điện áp định mức là điện áp cấp vào stator, dây quăng cấp vào dây quăng stator. Rồi cách đấu dây, đối với cái động cơ không đồng bộ thì mình phải coi nó cách đấu dây nó là kiểu gì ha, đấu cho đúng. Thì ứng với cách đấu dây nó sẽ có cái điện áp định mức tương ứng ha, dòng điện tương ứng. Rồi tốc độ quay định mức, cái này cũng là thông số quan trọng ha. Mình biết cái động cơ đó nó quay tốc độ bao nhiêu vòng trên phút. Hiệu suất định mức, hiệu suất định mức của động cơ, hiệu suất càng cao thì cái động cơ nó làm việc nó càng tiết kiệm điện ha. Hiệu suất định mức là tỷ số, nhớ hiệu suất, cái chữ ký hiệu này là đọc là eta không em, chữ n các cái đuôi dài như này ha. Cái này là chữ Latin, ký hiệu của hiệu suất nó thường là dùng ký hiệu chữ eta này ha. Đọc là eta này. Chữ n dài đuôi nhưng mà đọc là eta. Thì hiệu suất định mức này nó là bằng tỷ số giữa công suất nở ra chia công suất nở vào, nhớ nha. Hiệu suất định mức nó là công suất nở ra chia công suất nở vào ha. Thì hiệu suất mà càng cao á, hiệu suất lớn nhất là nó bằng 1 nha mấy em, hiệu suất mà tối đa thì bằng 1 ha. Cái dừng nó mới báo còn rồi, nó còn 10 phút. Rồi hiệu suất định mức là cái tỷ số giữa hiệu giữa cái công suất nở ra chia công suất nở vào, B2 chia cho B1 ha. Hiệu suất là B2 chia cho B1. Hiệu suất định mức này nó bằng công suất nở ra là B2. B2 này là công suất ở trên cái trục động cơ ha, chia cho B1 là công suất điện mình cấp cho nó. Thì lưu ý hiệu suất này lúc nào nó cũng nhỏ hơn 1 hết nha em, chắc chắn lúc nào cũng nhỏ hơn 1 hết. Em cấp 10 kg điện vô động cơ thì thả ra nó cơ năng nó chỉ còn được khoảng 9 kg thôi. Ví dụ 9 kg là cao, có khi còn 8 kg. Vậy thì hiệu suất nó sẽ là lấy ngã ra chia ngã vào, có nghĩa là lấy 8 kg, 8 kg cơ năng lấy ra ha, chia cho ngã vào điện 10 kg mình cấp vô, 10 kW điện ha, ra được 8 kW cơ. Vậy thì hiệu suất nó là 8 phần 10, có nghĩa là khoảng 0,8. Hiệu suất lúc nào cũng nhỏ hơn 1, nhớ nha. Hiệu suất lúc nào cũng 0,8 thôi. Hoặc là bằng 80%, hiệu suất cái động cơ này là 80%. 80% ha. 80 chia cho 100 nó cũng ra 0,8 thôi. Được, người ta tính theo phần trăm. Rồi. Một cái thông số nữa quan trọng đối với cái động cơ đó là hệ số công suất định mức, cốt phi ha. Cốt phi là cái độ lệch pha giữa dòng điện và điện áp ha. Cốt gốc của độ lệch pha điện áp dòng điện. Cốt phi gọi là hệ số công suất ha. Rồi các thông số định mức này mình có thắc mắc gì không em? Ra đây là những cái thông số người ta sẽ ghi ở trên cái nhãn của thiết bị ha. Mỗi cái động cơ nó sẽ có cái nhãn, cho nên nó sẽ ghi cái thông số định mức này. Rồi, ví dụ ra đây là một cái nhãn, nhãn của cái động cơ. Thì trên cái nhãn này nó sẽ có các thông số định mức gì, mình coi thử ha. Ví dụ ở trên này thì nó tên của nhà sản xuất ha, công ty chế tạo điện máy gì đó ha.
tên của cái loại động cơ, động cơ không đồng bộ 3 pha rotor ngắn mạch, thì nó là cái loại rotor lồng sóc ha mẹ, rotor ngắn mạch còn gọi là rotor lồng sóc á. Kiểu cái kiểu nó là 3K11 gì đó thì nó là cái tên cái series của cái máy, cái dòng máy này thôi, tên này để người ta quản lý về cái thiết bị á. 3 pha, cái này là động cơ 3 pha, sử dụng điện 3 pha, 50 Hz đã tần số, số điện nó sử dụng cấp S, cấp này gọi là cấp cấp điện á, cấp điện cấp S. EV 44 là cái chỉ số EV. Thì những cái thông số này, những cái thông số phụ thôi, nhưng mình cũng phải để ý. Rồi, 3HP này là gì mấy em? 3HP này là công suất đúng không? Công suất hoặc là 2,2 kW. Hai cái này đều là đại lượng đo công suất hết á. Nhưng mà nó ghi bằng hai cái đại lượng khác nhau. Cái nó ghi bằng HP là sức ngựa, 1HP là một ngựa, động cơ này ba ngựa, thì nó cũng tương đương là 2,2 kW công suất cơ hết nha mấy em. Hai cái số liệu này đều là công suất ở trên cái trục động cơ ha, công suất cơ chứ không phải công suất điện nó tiêu thụ đâu. Rồi, eta là hiệu suất ha, hiệu suất của cái này bằng 80%, 80% ha. Rồi, sao tam giác nè, cái loại này có thể đấu vừa đấu sao vừa đấu tam giác hai kiểu luôn ha. Rồi, dưới đây chúng ta 1435 vòng trên phút ha, thì đây là tốc độ quay, tốc độ quay ha, vòng trên phút. Rồi, Coffee 0.84, hệ số công suất ha, 0.84. Rồi, bên này điện áp này, 220-380. Thì điện áp này, cái động cơ này có thể sử dụng ở hai mức điện áp ha. Sử dụng điện áp 220 hoặc là điện áp 380. Tại sao nó có hai mức? Tại vì cái loại này nó có hai cách đấu dây. Mình có thể đấu tam giác hoặc đấu sao ha. Thì khi mà mấy em đấu tam giác, thì cấp điện 220, đấu sao thì cấp điện 380. Để nha, chỗ này để nha. Đó, có hai cách đấu và ứng với hai cái mức điện áp khác nhau ha. Rồi tương tự dòng điện ra ampe này, 8,66 ampe, sạc cái 5 ampe. Có nghĩa là ứng với cách đấu tam giác thì nó dòng của nó là 8,66 ampe. Ứng với cách đấu sao dòng nó là 5 ampe. Rồi một số cái thông số khác ví dụ như IEC tiêu chuẩn sản xuất của nó này. Rồi 200 này là cái gì, cái số gì đó, cái năng 33 kg, động cơ này nó này 33 kg. Rồi thì đó là gọi là cái nhãn của động cơ, trên đó nó sẽ có các thông số định mức. Lưu ý rồi bài giảng thầy có quay lại nha, thầy có quay lại và thầy sẽ up lên trên cái classroom cho nó. Rồi đây là cái gọi là cái thông số định mức của cái động cơ ha. Rồi tương tự cái này một cái nhãn khác ha, cái nhãn khác đây, lát nữa thì có thể thầy sẽ đăng một cái bài tập cho mình làm ha, trả lời một số câu hỏi ngay để mình giống như mình nhắc lại các cái nội dung này. Rồi tiếp nha, nãy giờ mấy em có thắc mắc gì về cái phần các thông số định mức không? Tiếp tục qua cái chỗ này, các công thức tính này. Thì công suất định mức mà động cơ tiêu thụ, cái này là một cái công thức khá là quan trọng ha. Thì B định mức, B1 định mức, B1 là công suất ngõ vào, số 1 là ngõ vào nha em. Đối với máy điện, B1 là công suất ngõ vào, thì nó là công suất điện ha. Công suất điện động cơ tiêu thụ thì B1 nó sẽ bằng B định mức chia cho hiệu suất. B định mức này là V cơ, lưu ý, đây là B2 nè, B định mức này là B2 ha. Công suất định mức của động cơ đó là công suất ngõ ra của nó, nhớ nha, là B2 là V cơ, chia cho hiệu suất của máy. Rồi, bằng căn 3 U, Y, cos phi. U này là điện áp cấp vào ha, Y là dòng điện cấp dòng điện vào, cos phi là hệ số công suất của động cơ. Thì cái biểu thức này mấy em ghi lại để mình tính toán các cái bài tập liên quan tới cái phần công suất động cơ. Rồi, cái công thức nữa là moment định mức của động cơ. Thì moment nó sẽ bằng B định mức chia cho omega là tốc độ quay tính theo radian trên giây á. Thì mình có thể quy đổi theo vòng trên phút thì là bằng 9,55 nhân B định mức chia cho N định mức, N là vòng trên phút. Rồi, đây là công thức mình cần ghi lại nha. Đây là một số công thức để mình tính đó, tính công suất tiêu thụ này, tính moment này.
ghi lại, hoặc là nếu ghi không kịp thì mới có thể coi lại video để mình những cái chỗ nào thầy nói ghi lại thì trong video nó cũng lúc mình coi lại mình sẽ viết và mình ghi lại ha. Các công thức này quan trọng để làm một số cái bài tập liên quan tới cái phần công suất và mô men động cơ, nên các cái công thức thầy đóng khung là thường là quan trọng hết, cần ghi lại để làm bài tập nha em. Cái Zoom nó còn khoảng 2 phút nữa thì nó hết, thì sau đó thầy sẽ online lại với em vào lại á. Coi như mình giải lao 5 phút à, 40 phút mình giải lao 5 phút. Thế có lẽ thầy sẽ tắt cái Zoom ở đây rồi xong đó thì bật lại luôn để mình qua cái phần tiếp theo á. Tới đây là cái phần thứ ba là các thông số định mức, là coi như là kết thúc một phần, sẽ qua tiếp cái phần tiếp theo về. Rồi, coi như giải lao 5 phút thôi, cái gì do cái tài khoản này tài khoản bình thường á, cái tài khoản hôm bữa thứ 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 tư thì nó là tài khoản bản quyền, do bữa nay cái tài khoản bản quyền đó các giáo viên khác dùng chia ra đâu cho ra mọi người. Thì mình ao dâm mình vô lại nha, thầy sẽ dừng cái mình coi như giải lao 5 phút á, vô lại rồi chờ ổn định khoảng 5 phút mình giải lao 5 phút đó. Thì cái công thức tính tốc độ quay của từ trường á, mình có thắc gì về các cái nội dung nãy giờ thầy nói không? Tại vì cái nãy cái nội dung về cái từ trường quay thầy quên đi record lại, có cần nói giải thích lại về cái từ trường quay không em? Nếu thấy cần giải thích thì nói này anh, nói lại về cái từ trường quay một tí nha. Thì đối với máy điện không bộ thì cái hoạt động của nó dựa trên cái từ trường quay. Thì trước khi tìm hiểu từ trường quay thì thầy nói về cái từ trường một pha trước ha. Thì một cái dây quấn trong cái động cơ không bộ ha, một cái pha dây quấn thì nó sẽ tạo ra một cái từ trường bên trong đó. Thì từ trường chạy trong một pha dây quấn, nó chạy xuyên qua từ stator, nó sẽ chạy xuyên qua rotor. Ở giữa này là rotor nha mấy em, ở cái phần ngoài này là stator này. Thì khi mà dòng điện chạy trong cái dây quấn á, thì nó sẽ tạo ra cái từ trường, nó chạy từ stator nó đi xuyên qua rotor như này. Thì từ trường mà chạy xuyên qua này nó sẽ chạy theo một chiều duy nhất thôi, cái từ trường của một pha dây quấn nó chạy theo một cái phương duy nhất thôi. Ví dụ ở đây là cái phương nằm xéo xéo này là cái phương của từ trường pha, thì từ trường nó sẽ biến thiên, đảo chiều ở trong cái theo cái phương này, đảo qua đảo lại chạy qua chạy lại. Đây là cái hình ảnh video này ha, đây là cái từ trường của một pha. Nó từ trường của một pha dây quấn thì nó chỉ chạy theo một phương duy nhất thôi, nó tăng giảm ha, biến thiên đảo chiều trong một phương thôi, có nghĩa là theo một cái đường thẳng á, theo một cái đường thẳng duy nhất, chạy trên một cái đường thẳng duy nhất. Thì đó là gọi là từ trường đập mạch, từ trường một pha hay còn gọi là từ trường đập mạch. Thì khi kết hợp ba cuộn dây quấn trên cái động cơ ba pha lại thì nó sẽ tạo thành cái từ trường quay. Cuộn dây ba pha thì nó sẽ gồm có ba động cơ ba pha, nó sẽ gồm có ba cuộn dây quấn đặt lệch nhau 120 độ ha. Cái vòng tròn mình là 360 độ. Thì cái cuộn dây của động cơ nó gồm có ba cuộn, nó chia ra ba góc ha, mỗi cái lệch nhau giữa hai cuộn dây nó sẽ lệch nhau 120 độ. Thì khi mình cấp dòng điện ba pha vô trong cái cuộn dây này thì nó sẽ sinh ra ba cái từ trường đập mạch ở trên ba cái cuộn dây. Mỗi cuộn dây nó sẽ có một cái từ trường đập mạch. Thì tổng vector của ba cái từ trường đập mạch nó sẽ tạo thành cái từ trường quay. Đây là hình ảnh từ trường quay ở trong cái lòng stator, trong trong cái lòng stator. Ở giữa này là cái rotor này, thì cái từ trường quay nó sẽ quét qua cái rotor ở giữa này ha. Thì đây là hình ảnh lý giải cho cái từ trường quay. Ở đây ba cái vector, ba cuộn dây này, số 1, số 2, số 3 là ba cuộn dây quấn ba pha của cái động cơ ha. Ba cuộn dây này đặt lệch nhau 120 độ. Thì cuộn dây thứ nhất số 1 nó sẽ có cái từ trường V1. Từ trường V1 này là từ trường đập mạch ha. Từ trường V1 này chuyển động theo một cái phương thẳng đứng ha, thẳng đứng ứng với cái trục của cuộn dây số 1. Tương tự, cuộn dây số 2 nó sẽ có từ trường V2 là từ trường đập mạch theo cái phương xéo này ha, phương của trục cuộn dây số 2. Tương tự, cuộn dây số 3 nó có từ trường V3 chuyển động thẳng theo cái phương đường thẳng về cuộn dây số 3. Thì tổng hợp tổng vector của ba cái từ trường đập mạch ha,
tại vì từ trường đập hành này ba cái vector này nó biến thiên liên tục theo cái phương của nó, thì tổng vector lại nó tạo thành vector b này, vector b này là vector quay, tổng ba vector từ trường đập hành ra nó thành vector quay này. Thì đó là để minh họa cho cái từ trường quay. Ở đây là người ta tổng về vector nó nằm ở trung tâm, thực sự thì từ trường nó nằm đều ở trong cái trong lòng của cái động cơ, giống như cái hình slide trước, từ trường nó phân bố đều như thế này chẳng em, từ trường phân bố đều như thế này chứ không phải là nó chỉ có một cái vector nằm ở giữa đâu, nhưng mà người minh họa người ta tổng hợp nó về một cái vector để nó dễ đơn giản dễ phân tích. Rồi, công thức tính tốc độ từ trường quay n bằng 60 nhân f chia cho b, nếu tính theo radian thì nó là 2b nhân f chia b, tính ra đơn vị radian trên giây. N1 thì tính theo vòng trên phút, còn ít khi người ta dùng vòng trên giây lắm, thường dùng vòng trên phút. Rồi, nói về chiều của từ trường quay thì cái chiều từ trường quay nó sẽ phụ thuộc vào thứ tự pha của dòng điện. Mình học cái môn thực hành điện cơ bản, mình biết là đảo chiều động cơ mình sẽ đảo 2 trong 3 pha cho quá, có nghĩa là khi mình đảo 2 pha thì mình sẽ tạo cái từ trường quay, nó sẽ đảo chiều, nên cái chiều quay của động cơ nó phụ thuộc vào cái chiều của từ, nó phụ thuộc vào cái thứ tự pha, đúng không? Thứ tự pha. Đó. Khi mình đổi thứ tự pha, khi mình đảo chéo 2 giây pha thì nó sẽ đảo chiều từ trường quay, nhớ nha. Chiều từ trường quay phụ thuộc thứ tự pha dòng điện, nếu đổi thứ tự pha, có nghĩa là đổi 2 giây pha nhau thì nó sẽ đổi chiều từ trường. Đảo chiều 2 giây thì nó đổi chiều từ trường, đồng thời nó sẽ đổi chiều quay của động cơ ha. Này mình học ở môn điện cơ bản rồi. Rồi. Về cái từ trường quay thì nếu không thắc mắc gì thì mình tiếp tục qua cái nguyên lý làm việc ha. Rồi, thì nguyên lý làm việc. Ở đây cái nguyên lý thầy ghi nó lý giải nó hơi dài ha. Bây giờ thầy sẽ tóm tắt lại thế này. Đầu tiên là khi mình đặt cái dòng điện xoay chiều vào cái cuộn dây quấn stator thì nó sẽ sinh ra cái từ trường quay ở trong lọc stator. Đến còn ha. Cấp điện xoay chiều 3 pha vào dây quấn stator thì nó sẽ sinh ra cái từ trường quay, được không? Từ trường quay ở trong lọc stator. Và từ trường quay này nó sẽ quét qua rotor. Từ trường quay nó sẽ quét qua rotor. Và khi quét qua rotor thì nó sẽ cảm ứng ở trên cái dây quấn rotor, các cái thanh dẫn hay các cái dây quang dẫn ở trên rotor. Khi từ trường quay nó quét vô thì nó sẽ quét qua, nó sẽ tạo lên cái sức điện động ở trên rotor. Rồi, cái sức động này thì nó sẽ tạo nên dòng điện nó chạy trong rotor. Thì rotor, đối với rotor lòng sắt thì nó được nối ngắn mạch bằng cái vòng ngắn mạch rồi, nó tạo thành mạch kín. Rotor dây quấn thì người ta cũng sẽ nối với cái mạch ở ngoài, nó có điện trở, nó cũng sẽ tạo thành mạch kín. Thì khi mà có cái từ thông nó quét qua cái dây quấn thì nó sẽ sinh ra sức động và nó tạo ra cái dòng điện cảm ứng nó chạy trong rotor, đúng không? Cái dòng điện cảm ứng rotor nó gọi là dòng I2 ha. Thì dòng cảm ứng này nó chạy lòng vòng trong dây quấn thì nó đang nằm ở trong từ trường. Cái dòng điện mà nằm ở trong từ trường thì nó sẽ chịu lực từ tác dụng, đơn giản ha. Dòng điện I2 ở trong rotor và nó lại nằm ở trong từ trường quay của stator thì nó chịu lực từ tác dụng kéo cái rotor quay theo từ trường. Rồi, thì đó là cái nguyên lý ha. Thầy nhắc lại nguyên lý ha. Thầy nhớ cái ý chính thế này. Đầu tiên là cấp điện xoay chiều 3 pha vào stator, nó sẽ sinh ra. Cấp điện xoay chiều 3 pha vào dây quấn stator. Thì nó sẽ sinh ra cái từ trường quay. Khi cấp điện xa vào thì nó có dòng 3 pha chạy trong dây quấn ha. Thì nó sẽ sinh ra từ trường quay ha. Rồi, cái từ trường quay này nó sẽ quét qua rotor, từ trường quay nó sẽ quét qua rotor. Thì khi từ trường quay quét rotor nó sẽ cảm ứng lên trên rotor cái sức điện động cảm ứng E2. Mà rotor thì nó, đối với rotor lòng sắt nó sẽ được nối ngắn mạch, có nghĩa là nó kín rồi ha, thì nó sẽ tạo nên dòng điện cảm ứng I2. Rotor dây quấn cũng vậy, rotor dây quấn thì người ta sẽ nối với cái điện trở mở máy bên ngoài ha, hoặc là người ta cũng nối tắt lại, thì nó sẽ có cái dòng cảm ứng I2 nó chạy trong dây quấn rotor, dòng điện I2 trong dây quấn rotor ha. Rồi, thì khi dòng điện này
dòng điện trên rota thì nó lại nằm ở trong từ trường á, tại rota nó đặt ở trong stator nên dòng điện trong rota nó đặt trong từ trường quay thì nó chịu lực từ tác dụng, chịu tác dụng của lực từ á, kéo rota quay vậy thôi. Đó là cái nguyên lý á. Nhớ cái nguyên lý được không em? Nguyên lý nó tưởng đối là đơn giản. Cấp điện xoay chiều 3 pha vô dây quán stator, nó sinh ra từ trường quay ha. Từ trường quay nó quét qua dây dẫn rotor, quét qua thanh dẫn rotor, nó sinh ra cảm ứng từ trên, nó thanh ra sức nhỏ cảm ứng trên rotor ha. Và dòng điện cảm ứng nó sẽ chạy trong cái dây quán rotor. Rồi dòng cảm ứng này nó nằm trong từ trường ha, nên nó chịu lực từ tác dụng, nó kéo cái rotor quay. Nguyên lý mình nhớ tóm tắt vậy ha. Rồi một cái lưu ý, hồi nãy mình nói là cái này là gọi là động cơ không đồng bộ. Lý do không đồng bộ là do tốc độ n, tốc độ quay của rotor là gọi là n ha, nó nhỏ hơn tốc độ từ trường n1. Tại sao nó nhỏ hơn? Để giải thích như này. Khi mà cái rotor nó quay theo cái từ trường á, thì lúc nào cái tốc độ nó cũng sẽ nhỏ hơn tốc độ quay của từ trường một tí. Thì tại sao? Tại vì nếu mà cái rotor nó quay cùng tốc độ từ trường thì sao em? Khi rotor quay cùng tốc độ từ trường có nghĩa là giữa rotor với từ trường nó coi như là đứng yên với nhau đúng không? Hai cái quay cùng tốc độ thì coi như giữa rotor với từ trường quay nó là đứng yên với nhau. Thì khi mà giữa rotor với từ trường quay nó đứng yên á, có nghĩa là giữa hai cái nó cùng tốc độ thì không có sự chuyển động tương đối giữa từ trường với rotor, thì nó sẽ không có sinh ra sức động cảm ứng E2 ở trên rotor được. Hồi nãy mình nói là gì? Sức động cảm ứng E2 với dòng điện cảm ứng E2 sinh ra là do gì? Do từ trường quay nó quét qua, nó quét, nó cắt qua các cái dây dẫn rotor thì nó mới sinh ra được cái cảm ứng này. Bây giờ nếu mà rotor mà quay bằng tốc độ từ trường thì nó sẽ không còn cái hiện tượng là cắt ngang giữa từ trường với dây dẫn rotor nữa. Tại vì hai cái quay cùng tốc độ coi như đứng yên ha. Thì nó mất cái sức động cảm ứng và mất cái dòng điện cảm ứng. Nên là cái động lực mà để cái rotor quay nó sẽ không còn ha. Thì khi mà động lực không còn thì cái rotor nó sẽ bị quay chậm tạm lại do cái ma sát ha. Rotor quay chậm lại thì từ trường quay nó sẽ nó lại chuyển động nhanh hơn, nó vẫn chuyển động như cũ mà cái rotor bị chậm lại thì nó sẽ cắt qua cái thanh dẫn. Và lúc này nó lại cảm ứng lại sức động ở trên rotor ha. Thì rotor nó lại có động lực nó quay tiếp. Nhưng mà không thể nào nó quay bằng tốc độ của từ trường được ha. Tại vì khi bằng tốc độ cái là nó mất động lực, nó sẽ không quay được, không quay được nữa. Và nó không quay được nữa, nó không có động lực quay thì nó sẽ bị chậm lại do cái ma sát. Thì khi nó chậm lại thì nó lại bị từ trường N1, tốc độ N1 nó quét qua, nó lại cảm ứng lên cái sức điện động, cảm ứng lên cái dòng điện cảm ứng, tạo lên cái động lực cho cái rotor nó quay tiếp. Vậy nên không bao giờ cái tốc độ N1, tốc độ của rotor nó bằng được cái tốc độ của từ trường hết. Tại vì nó phải có sự chênh lệch tốc độ thì nó mới tạo nên cái động lực và cái cảm ứng, cái dòng điện cảm ứng ở trên cái rotor được. Để đây lưu ý ha. Cái tốc độ quay của rotor lúc nào nó cũng chậm hơn tốc độ quay của từ trường hết. N nào cũng nhỏ hơn N1 đối với động cơ ha. Thì cái sự chênh lệch tốc độ này người ta sẽ được đo nó bằng một cái hệ số gọi là hệ số trượt. Hệ số trượt là cái hệ số thể hiện cái chênh lệch tốc độ giữa từ trường quay, tốc độ từ trường quay với tốc độ của rotor. N này là tốc độ quay thực tế của cái trục rotor ha. N1 này là tốc độ của từ trường. Thì hệ số trượt là bằng N1 trừ N chia N1 bằng tốc độ từ trường ha. Tốc độ từ trường quay trừ cho tốc độ quay của trục rotor chia cho tốc độ từ trường quay thì nó gọi là hệ số trượt. Thì cái hệ số trượt này lúc nào nó cũng nhỏ hơn một ha. Và thường thì nó rất là nhỏ, nó khoảng 0,0 mấy đó. Thông thường nó khoảng 0,0 mấy. Hệ số trượt này thường nhỏ. Rồi. Thì tốc độ n, tốc độ của cái trục, tốc độ động cơ hay còn gọi là tốc độ của rotor, tốc độ quay của rotor thì n nó sẽ bằng 1 trừ cho s nhân n1. Từ cái biểu thức này nó quy đổi ra xuống dưới thôi ha. 1 trừ s nhân n1. S là hệ số trượt ha em. Rồi, hai công thức này mình cũng cần ghi chú lại để mình làm bài tập ha.
Các bạn nào thắc mắc gì về cái nguyên lý làm việc không em? Thắc mắc gì về chúng ta? Không khác gì nữa. À, rồi. Tạm thời đây các bạn đủ rồi. Một số các bạn đọc. Rồi, qua một số cái nội dung nãy giờ thì không biết là lớp mình có thắc mắc gì từ đầu tới giờ không? Có nội dung nào thấy thắc mắc khó hiểu thì còn hỏi lại không? Nếu còn hỏi thì em cứ bấm giơ tay ha, một mic lên nói. Không hỏi giờ ra à. Đơn giản dễ hiểu không? À, đây là những cái khái niệm cơ bản thôi. Rồi nếu mà không có thắc mắc gì hết thì chắc tại điểm danh cái rồi mình nghĩ cũng được. Mình qua tuần sau mình học thêm qua một cái nội dung nữa rồi chắc tuần sau nữa mình sẽ quay lại học bình thường ha. Rồi nếu không thắc mắc đúng không? Không thắc mắc thì thầy sẽ tại điểm danh cái này. Lúc này các bạn nào có thắc mắc gì cần hỏi thì cứ hỏi. Giờ là thầy điểm danh nữa thầy. Chưa chưa, thầy đang điểm danh. Chờ xíu. Tạm thời không di chuyển ha. Nếu mà không có thắc mắc gì thì mình có thể nghỉ nha. Rồi qua bữa sau thầy sẽ up lại cái video ngày hôm nay. Rồi bữa sau. Hello. Rồi, các bạn nào có hỏi gì không? Dạ, thầy không qua tên em thì sửa lại giùm em với thầy. Rồi rồi rồi. Tên hôm là thành là gì thì dạ tên Quỳnh Thanh Tú số 99 đó thầy. Tú đúng không? Rồi. Dạ. Quỳnh Thanh Tú nghe thầy, em có hai bằng Tú là rồi, nếu không có thắc mắc gì thì mình nghỉ nha.